Tập 30. Nói đi, trong tất cả mọi chuyện đó cô đã làm gì với tôi? Tôi xin lỗi vì đã lệnh cho Murin nhốt cô lại và còn lừa bán cho đám đàn ông đó. Được rồi, tôi xin lỗi vì đã lệnh cho Burin nhốt cô lại và còn lừa bán cho đám đàn ông đó. Tôi sẽ dùng đoạn ghi âm này làm bằng chứng là cô đã thú nhận cả rồi, để kiện cô. Sao mày nói là tao xin lỗi mày thì mày sẽ để cho nó kết thúc mà? Không, tôi không dừng lại đâu. Tôi sẽ dừng lại chừng nào cô phải ngồi tù. Sau khi tôi xử lý xong tên Farafon thì cô sẽ là người tiếp theo, bao gồm tất cả những người đã hãm hại tôi nữa. Còn Shisamai, dừng lại ngay Kiket. Đủ rồi, này, đưa nó ra ngoài đi. Không, đi đi, đã bảo là buông ra. Lại đây, đưa đi, thằng điên. Chúng mày không làm gì tao được đâu. Nếu cuộc đời tao tan nát thì chúng mày cũng sẽ phải tan nát theo. Lôi nó ra ngoài đi. Mày nhớ lấy. Mày nhớ lấy. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp xử lý tất cả mọi chuyện. Hết chuyện rồi, vậy em xin phép. Này, khoan đã. Em định đi đâu chứ? Em vẫn chưa thể trở về nhà không phải sao? À, em đã gọi nó với bạn là sẽ qua ở tạm cùng bạn trước rồi. Sao vậy? Ở đây thoải mái hơn đấy. Em đã nói với anh rồi mà, rằng em không cần đến sự sung sướng nhàn nhã gì từ anh cả. Nhưng em đang sắp chuẩn bị thi chứng chỉ luật sư không phải sao? Em cứ ở lại đây mà chuẩn bị, để anh sẽ cho người đến chăm sóc em. Em muốn ôn bài, viết đơn kiện hay là làm cái gì cũng được, anh sẽ cho người đến chăm sóc cho em tất cả mọi thứ. Anh không hiểu những gì em nói sao? Điều em muốn nói với anh đó là đừng đối xử với em như những người phụ nữ khác. Anh cứ tưởng em đã có quyết định rồi chứ? Đúng vậy, tôi quyết định có gì đó với anh, nhưng đâu có nghĩa là tôi chọn sẽ trở thành vợ bé của anh hay là người phụ nữ của anh đâu. Đó chỉ là quan hệ tình dục thôi anh Bông. Nó xảy ra rồi kết thúc, không có một ý nghĩa gì hết. Em đang muốn nói với anh rằng chuyện xảy ra tối qua không hề có ý nghĩa gì với hai chúng ta sao? Tôi không muốn nghĩ đó là sự sai lầm đâu. Chắc là tối qua tôi đã yếu đuối và quá rối bời nên mới có quyết định làm như thế. Nhưng tôi sẽ không để cho lần quyết định ngu ngốc duy nhất của mình định đoạt hết phần đời còn lại của mình đâu. Em muốn anh phải làm sao thì em mới tin rằng anh thật lòng với em đây chứ Samai? Có cần anh cầu hôn em ngay lúc này luôn không? Dù anh có cầu hôn tôi vào lúc này thì tôi cũng không đồng ý đâu.
Vậy em muốn anh phải làm sao? Em cứ nói ra đi. Anh không cần phải làm gì hết. Nếu anh muốn tôi thấy được sự thật lòng của anh, thì anh chỉ cần chứng minh cho tôi thấy thôi. Nhưng tôi biết người như anh không có đủ nỗ lực đâu. Vậy nên anh đừng phí thời gian chi nữa. À, cho tôi xin lại xe với nhé. Tôi cần dùng đến. Thưa phu nhân, phu nhân à, ông chủ gọi điện ạ. Không nhìn thấy tôi đang làm gì sao? Nhưng ông chủ một mực bảo rằng phải nói chuyện cùng ạ. Này, nếu ông muốn nói đến chuyện ly hôn thì tôi đã báo lên tòa rằng không đời nào. Tôi đã biết rồi. Nhưng tôi chỉ không dám chắc sao bà có thể là người độc ác tàn nhẫn, cho người đến đánh Fares đến mức suýt chết như thế chứ. Thì là do ông đã ép tôi đến không còn sự lựa chọn nào khác đấy. Chắc Akin-chan đã đi khóc lóc mách lại với ông chứ gì nữa. Tại sao trước khi kết hôn tôi lại không nhìn ra được nhỉ? Rằng một người được sinh ra trong dòng họ gia thế như phu nhân, đến cuối cùng bản chất cũng chỉ là một người vô đạo đức, không biết e sợ thiên đàng hay địa ngục gì cả. Thì lúc đó ông có bận tâm đến cái gì đâu. Ông chỉ quan tâm đến duy nhất một chuyện, đó là kiếm được lợi ích gì từ tôi thôi. Con trai của một nhân viên bán trà như ông sao có thể đứng được ở cái vị trí như ngày hôm nay nếu không kết hôn với tôi chứ? Điều phu nhân nói cũng có một phần đúng. Nếu đã biết vậy thì tốt rồi. Tôi nói cho ông biết nhé, tôi không đồng ý. Tất cả mọi thứ, cơm cả tài sản mà ông có hiện tại đều là của tôi. Ông đừng có đem nó đi phân phát cho Akin-chan với con của con ả. Nhưng nếu ông vẫn cương quyết làm thì được thôi. Vậy thì cứ để một trong hai bên phải chết đi. Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua bà. Nếu phải đấu với nhau bằng sự xấu xa độc ác thì phu nhân đã thắng rồi đấy. Không ly hôn thì không ly hôn. Nhưng tôi chỉ xin bà một điều duy nhất thôi, đó là cả đời này đừng nhìn mặt nhau nữa. Tôi có chết thì bà cũng không cần đến giếng tôi đâu. Bao nhiêu đó thôi. Ông tưởng là tôi quan tâm sao? Chết quách đi tôi còn mừng nữa ấy. Dù con người sinh ra với giới tính nào hay địa vị gì thì mọi người đều có quyền đấu tranh vì bản thân mình. Không quan trọng là ai sẽ thừa nhận hay tha thứ cho chúng ta, mà điều quan trọng là bản thân mình đã thừa nhận và tha thứ cho chính mình hay chưa. Được rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thìn phát trực tiếp thế này vì muốn tất cả mọi người đều cùng biết với nhau về tất cả mọi chuyện, hay là rất nhiều tin tức liên quan đến Thìn, cũng như những lời mọi người bàn tán qua lại với nhau. Ngày hôm nay Thìn sẽ nói ra mọi chuyện. Lần này là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất ạ. Chuyện mà mọi người được biết ấy, tất cả đều là sự thật cả. Rằng
cuộc sống hôn nhân của Thiên có vấn đề. Hiện chồng của Thiên đang đưa đơn kiện ly hôn mà. Nhưng có một chuyện mà Thiên không thể nào chấp nhận được, đó là tất cả những điều anh ta nói hay là tội lỗi mà anh ta đẩy qua cho Thiên không hề có một chút nào là sự thật cả. Thiên cũng đang cố gắng đấu tranh để đòi lại công bằng cho bản thân. Nhưng Thiên cũng thừa nhận trong chuyện này cũng có một phần lỗi của Thiên nữa. Dù là trong hành động hay là đưa ra quyết định trong nhiều chuyện, đều là những quyết định sai lầm cả. Nên nó đã khiến cho cuộc đời của Thiên phải đi đến kết cục thế này. Nếu đã là do Thiên tự lựa chọn thì Thiên phải tự mình đón nhận lấy hậu quả của nó. Là do cô chọn như thế, muốn biết ghê, thông báo thế này cũng tốt, không phải đoán nữa. Đó đó, nói rồi, như đã nghĩ không khó đoán, cướp người của người ta thì cũng sẽ bị như thế này mà thôi. Chị gái phanh phui chuyện của mình ra làm gì chứ, để được quan tâm mà. Bố, bố cho con nói chuyện với anh Bông đi ạ. Con xin lỗi, chỉ một lần duy nhất này thôi, cho con được nói chuyện với anh Bông đi bố. Im. Mai, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Mẹ cậu đã gọi cho tụi mình rất nhiều lần rồi đấy. Này, cậu thật sự đã ngủ với anh Bông sao? Thế nào hả? Nếu ngày đó em không bỏ anh đi tìm nó thì hôm nay đã không phải đau lòng thế này rồi. Thiên phải ra mặt nói vì Thiên muốn đối mặt với sự thật. Thiên không muốn tránh né hay phải trốn tránh lời bàn tán của ai ai nữa. Thiên không xin xỏ hay thu hút sự chú ý của ai hết. Thậm chí Thiên còn hiểu nếu có ai không thương hại mình, hay nghĩa là Thiên nên gặp phải chuyện thế này. Thiên cũng nghĩ như thế. Nhưng Thiên cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình. Thiên hứa rằng Thiên sẽ ghi nhớ bài học và dùng sai lầm này để bước tiếp, để bản thân mạnh mẽ hơn. Thiên cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Anh Verafone, hôm nay anh tới trình diện trước cáo buộc từ hai nạn nhân nữa. Không biết tiến triển vụ án như thế nào rồi? Không có gì tiến triển cả. Có kiện tôi, buộc tội tôi bao nhiêu vụ đi nữa thì tôi vẫn trong sạch thôi. Nếu không thì sao cảnh sát lại thả tôi ra chứ? Anh khẳng định là bản thân trong sạch đúng không? Anh không xâm hại tình dục ai đúng không nào? Đúng vậy mà anh. Cái chuyện xâm hại ai đó, ai mà làm được nếu cả hai bên không đồng thuận, đúng không anh? Nhưng nhiều nạn nhân lắm đó anh Verafone. Đúng đấy, là chuyện này họ làm có hệ thống. Có muốn tôi kể ngọn nguồn câu chuyện là thế nào không? Thật ra là tôi bị trả thù vì tôi có mâu thuẫn lợi ích với người ta. Thôi thì bao giờ vụ án này được làm rõ và bao giờ tôi trong sạch
thì tôi chắc chắn sẽ ra mặt vạch trần kẻ đó. Sẽ vạch trần cho bằng được nhé các anh chị. Đừng quên đưa tin cho em nhé. Vì sự trong sạch của em nhé các anh chị. Nhờ các anh chị nhé. Ai thế? Này, này, ai đấy? Alo, mày sao rồi? Tao nghe nói là mày câu được tên Bông rồi sao? Làm vợ bé hắn rồi này. Sao nào? Mày có sung sướng không? Rảnh à? Nếu rảnh quá thì dành thời gian đi rửa trứng trên mặt mày đi thì hơn. Rốt cuộc là mày đúng không? Mày cử người đến làm chuyện như thế với tao à? Nói luôn nha, nếu tao thì tao không ném trứng đâu. Tao ném pháo vào mặt của mày cho nát mặt luôn còn hơn. À, cẩn thận đấy, vào tù rồi thì các tù nhân khác sẽ làm điều như mày từng làm với tao cũng nên. Mày nghĩ người như tao sẽ vào tù sao? Mày đi kiện lên tòa nhân quả có khi còn có hy vọng hơn đấy. Tao cũng không biết nữa. Họ gọi tao lên điều tra nhiều lần lắm rồi, nhưng tại sao cảnh sát lại thả tao ra nữa? Không biết đâu. Mày có bảo lãnh ra ngoài sủa biết bao nhiêu lần, hay mày có muốn kháng cáo đến mức nào đi nữa, theo như pháp luật cho phép thì mày cứ làm đi. Nhưng mày cũng biết là cuối cùng kiểu gì mày cũng không thoát mà. Mày đúng là tao phải thế nào nhỉ? Tao làm luật sư biết bao nhiêu năm rồi, còn mày, mày có được làm luật sư không còn không rõ nữa. Không chừng người như mày chắc không có năng lực làm luật sư như người ta đâu. À, tao biết kết quả thi luật sư đợt này rồi. Cái gì? Không phải mai mới có sao? Mày nghĩ tao là ai? Chỉ là tìm được thông tin trước một ngày thôi mà. Mày nghĩ tao không có năng lực sao? Tao biết rằng mày có đi thi đợt này. Tao nói cái này làm phúc cho mày được không? Tao biết kết quả rồi đó. Tên của mày ấy à? Xin chia buồn nhé. Mày không đổ đâu. Sao vô dụng quá vậy? Không đúng. Mày nói dối. Mày nghĩ tao nói dối mày sao? Sao tao phải nói dối mày chứ? Tao có ý tốt đấy. Đấy, suốt ngày chẳng làm gì, chỉ biết kiếm chuyện với tao. Nếu không thì dành thời gian đi quyến rũ đàn ông. Mày cũng lẳng lơ gớm đấy. Nhưng cũng tốt rồi, mày có thể giỏi chuyện này cũng nên. Cứ nằm dạng chân rộng ra rồi la lớn vào. Mày không phải làm luật sư đâu. Đi làm vợ bé người ta là hợp với mày nhất rồi. Anh không cần lo về chuyện tin đồn đâu. Bên truyền thông đã chi tiền cho bên trung gian để chuyển hướng tin đồn giúp mình rồi. Cũng may là cô Thìn bị rất nhiều người ghét. Chỉ cần chúng ta thêm thắt vô một chút thì cư dân mạng sẽ đứng về phía chúng ta thôi. Alo, Chisamai. Tôi xin lỗi vì đã đến làm phiền. Không sao đâu. Là anh mới đúng. Anh rất vui khi có cơ hội được gặp lại em. Anh cũng xin lỗi khi phải để em đến đây gặp anh. Bọn nhà báo đang trực chờ để đưa tin về chuyện của Thiên. Không sao, tôi hiểu.
Mà em đến đây tìm anh có chuyện gì muốn nói với anh hả? Đã có kết quả thi luật sư của tôi rồi. Tôi không đậu. Em đừng buồn. Em còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian. Tôi nghĩ rằng nếu tôi vẫn tiếp tục thi luật sư thì tôi cũng không biết khi nào mới thi đậu. Nên tôi định sẽ đi thực tập trước, rồi dùng giấy chứng nhận để đăng ký thi năm sau. Nhưng nếu tôi thực tập mà không có lương thì tôi không trụ nổi. Chuyện mà anh từng nói với tôi, anh sẽ gửi tôi đến thực tập ở công ty luật sư, còn có cả tiền lương nữa, với cả chuyện thi. Thực ra công ty đang phụ trách dự án Fairphone cho em. Em cũng đã gặp người đó rồi mà. Đúng vậy. Nhưng anh ấy nói rằng công ty họ không có chính sách trả lương cho luật sư thực tập. Nếu vậy để anh thử nói chuyện cho. Cảm ơn anh. Nhưng điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đúng không? Tôi muốn anh hứa với tôi một điều được không? Rằng cuộc đời tôi sẽ không kết thúc như những người phụ nữ khác của anh. Anh chưa từng làm hại người phụ nữ nào trước cả. Nếu không phải những người đó làm hại anh trước, nếu em tốt với anh thì anh cũng sẽ tốt với em. Anh Bông đã xem clip mà cô Thiên phát trực tiếp chưa? Đó có phải là sự thật không? Sự thật là tôi muốn chuyện này, chuyện nội bộ gia đình, nếu tôi có nói gì thì người chịu tổn thất sẽ là Thiên. Tôi không hiểu tại sao Thiên lại làm như vậy. Vậy đâu là nguyên nhân của việc đưa đơn kiện ly hôn? Trong suốt những năm vừa qua, tôi đã cố gắng sửa chữa mối quan hệ giữa tôi và Thiên. Nhưng những chuyện thế này, nếu chỉ một mình tôi làm thì không được, anh chị có hiểu không? Đặc biệt nếu có liên quan đến bệnh tật thì sẽ càng khó hơn. Tôi đã cố gắng dùng tình yêu của tôi để chữa trị cho Thiên, nhưng mà vô ích, nó không giúp được gì cả. Thời gian càng trôi qua thì mối quan hệ càng ngày càng tệ đi. Còn chuyện cô Thiên nói rằng sẽ đấu tranh giành công bằng vì anh Bông ngoại tình thì sao? Nếu đó là lý do khiến Thiên tin rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không thể tiếp tục vì điều này thì tôi cũng không còn gì để nói cả. Nhưng trước tiên, tôi muốn Thiên hãy đi điều trị bệnh của mình. Đó là điều tốt nhất vào lúc này. Tôi có thông tin rất quan trọng muốn mang tới cho cô. Đảm bảo là có thể xử lý được Bông. Ra ngoài gặp tôi một chút.
Hello. Alo. Tiếp đến là tin đau lòng về cái chết của cô Kiket, nữ giám đốc quan trọng của Bunya Group, đã gặp tai nạn vào tối hôm qua. Hiện tại, phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn lần này. Xin chia buồn vì sự ra đi này. Xem như tôi tha thứ cho cô. Đến đây làm gì? Tôi muốn đến để nhìn mặt cậu đấy. Xem cậu có cảm xúc gì không khi Kate chết. Tôi có cảm xúc gì hay không thì liên quan gì đến anh? Vì mày đã hủy hoại đời Kate đấy. Mày có biết, từ khi mày đuổi Kate đi, cuộc đời Kate đã sụp đổ như thế nào không? Vậy hả? Vậy ai là người ép tao phải làm thế?